sò trong tạc tanh lài bò mẹ mời bấm phăng chương trình quảng khảo mưu xếp bóc cảm bờ xếp bì sóng văn xa xí không đài phát thanh truyền hình sơn là. cùng chương trình mưa nị xung hỏi sò chiên hòn bò mẹ bưng quảng cáo sơn lằng. tủm pua mà pè cốc ngân xính hồng nhỏng nho mà pè xót bài tăng ma cạt kiên cấp thủ đô hà nội phòng mè nằm tàu phòng bắc trùng bộ cánh trung quốc lao cốc khỏe, tủm bua giòm hơn cốc tẳng tánh cốc ngân xính hồng, vầy mả bè dê dườn, cạt kiên cắp thành phố Hà Nội, cánh vòng phiền piêng, mè nằm tàu, xương, Hà Nội, Hòa Bình, Sơn Hà, Điền Biển, Lao Cài, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Cạn. Tẳng tánh, nho cấp cốc ngân xính hồng, Logistics, cốc ngân xính hồng, nặng bát tủ mương, bưng bón, quà in, cốc ngân xính hồng, thông tin truyền thông, cánh phía dây số. Lò nừng cuồng bưng nả vi cốc kén đầy chính phủ vào nhằn cuồng lung bùn chấp năm bàn phòng trùng dù cánh điền pu bường bác, giàn pì dòng băn sao ép băn phải giảm xít, lung bùn họt pì dòng băn phải hà xít lung bùn có bùn nó nà vịa tùm pua Mà pè dây dườn bưng ngành dây dườn cốc kén mi luông hanh Mà pè viet dây dườn công nghiệp đồ thị dịch vụ tẳng tánh bưng cùm cạt kiên ngành bưng bón cạt kiên dệt dườn diên phòng cạt kiên ngành bưng ngành xương Trung tầm sản xuất điện tử điện cơ khí chế tạo Lăng đi sùng nặng thái nguyên cánh bắc giang trung tâm dệt trường hay khóm la nặng tỉnh sơn hà mà pè dưới dần hàng tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Lào Cai, Sơn Hà, Lạng Sơn, Phú Thọ, tùm pua mà pè bưng bón qua in việt dưới, dưới Hải Na, tùm pua mà pè bưng bón dưới dườn nặng bát tủ mương, mà pè sàm pa tủ mương, Chập năm bưng chính sách mà pè dưới dần nặng bát tủ mương, nặng phòng đèn mương homi mi, tủ mương quốc tế Lóng Sập, tỉnh Sơn La, Bá Tổ Mương Trương Khường, tỉnh Sơn La, Bá Tổ Mương quốc tế Tây Trang, tỉnh Điền Biển. Bỏng cắp nằn, lò nho súng lăng đi trùm mũ côn dệt vỉa, lần xưa lò bó sòn nghe, hở bò mẹ trưa nòi côn, nhằn vào tòi lăng áo khòng từng phòng. Bông chờ biến máu, nếu chưa, mà bè côn dệt vỉa nặng cấp bón. Chập năm pưng chương trình, tròi dừa mà bè, côn dệt vỉa họt bì sóng bắt pè giảm xít, cắt kiên cấp tủm pua, nàng quam khòng côn dệt vị tăng sòng tủm pua cạt kiên phòng diên phòng cánh cạt kiên nặng tênh phén đìn chấp năm bưng nông bùn chính sách mở của việc mà pè phòng lần xưa là đối cấp phòng nặng phòng quan trọng vậy bảy trừ bá tình ăn đèn mương tình ăn ma tăng năm tình ăn năng lượng bảy trừ cật kênh nặng hùa hai năm nho súng lang đi, vía chấp năm không mương ma vía bảy trừ bón kiến rú bưng tình phòng trùng dù cánh đìn pu phái bường bác té khay họt mét bì sòng quan vệ sản xít mưu xếp hạ các bờn xít đồng chí Hoàng Quốc Khánh, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban dân mức tỉnh, có bày kiểm tra vì chấp năm bưng công trình, dự án nhớ nặng huyền Mai Sơn, bòm bày mi phuộn pa san sở ngành khẩm tỉnh, cánh phuộn pa huyền Mai Sơn. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân Mương tỉnh có kiểm tra dự án xóm ngân Cốc, Tảng Tánh, Hơn Sở, Bưng Cơ quan Chính trị, Hành chính huyện Mai Sơn. Cổng trình Mi Luông xóm ngân Cốc, Cài Hoài Nưng Pé Xíp Hà Tánh, Nàng Ta Đình quang Cài Xí Ban Thưa Môn, Họt khay, cò phùi bằng thủ cướn tày sòng hách ta hốc, cuồng số xí hách pet, cò sạch heo làng hơn hà thản, đàng xẹt xăm lèo, bưng hòn ứng, khay, cò xẹt lèo, giáo xí xíp phân hoài nàng phịa không hó thầu. Đồng chí Hoang Quốc Khánh có bày kiểm tra dự án so bài tăng ma, té tiểu khu sao hốc cầm mượn xàm xá con noi, họt tiểu khu xíp xá hát lót, xếm tăng mi luông hy cháo họt cầu cây số, mi luông xóm hơn cốc đẩy phê duyệt, lò hạ hoài tìm hành tòi báo cáo không ủy ban dân mương huyện Mai Sơn giàn tăng nỉ mi hả hỏi xí xíp chu hân tổ chức từng côn chuốc nuống pan cánh tẩy, nhảy pê su bón ứng khách nỉ có dệt lèo phê duyệt sao ít chu luông bùn phùi bằng thù cướn tìn cánh tròi nhảy pê su bón máu hở sòng hỏi chết xíp cầu cuồng số hả hỏi xí xíp chu hân từng côn số ngân phê duyệt chi áo họt pet xíp ít tỉ mần. có tòi báo cáo không huyện ủy ủy ban dân mương huyện Mai Sơn hải hủ cuồng gian chớp năm pưng dự án cốc kén huyện mai sơn tàng bỏ ra cha khổng luống ma tăng chính sách phùi bằng thủ cướn tìn khổng luống cuồng phịa chỉa lai like thiết kế khách nghỉ pưng ngành luống pan khổng huyền có tàng tọp hôm hàng nạ phịa phùi bằng thủ cướn tìn và nhận vào chớp năm dự án đối cấp nạ phịa khai ót tài hồi tàng bộ cơ sở huyện mai sơn còn lừa tàng bộ xã hát lót khai ót tài hồi diệt xanh họt khay nạ phịa khăn khang ma tăng cốc nguồn chính khỏng đàng tẩy chiên báo chớp năm chóng hanh diệt heo men toi gian tắt bùn khót nàng chu diệt vỉa đồng chí hoàng quốc khánh bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban dân mương tỉnh co vòn nhằn vương dự án cốc kén nàng cuồng huyền mỹ ý nghĩa nhớ luồng khải ó luông mà pe đô thị không huyền vừa sướng nàn, cấp ủy chính quyền địa phương đẩy bòm hôm hanh quyết trả sùng tủm pua chấp năm vương dự án không công trình nhản xanh luông diệt hẻo dự án thủ cưng ngân lình cón cạt kiên cấp bưng sở ngành kẻ khai xã cha khỏng huống cuộc nạ vía phùi bằng thủ cướn tin nhỏ nho bưng bón cần đẩy xếp cón tủm bua trên báo mà luông bùn ý nghĩa khổng dự án cắp luông bùn mà pe xe dần tánh là bản mương khỏng huyền vầy dần mương hù chành cánh muôn trời trôm hạp hôm phân tủm bua chấp năm bưng dự án bằng cuồng phòng khẳng khang pưng nạ vía tinh khẩn nặng kỳ họp thứ bét quốc hội khóa xếp hạ tướng chào mừ xếp Hà cầm bường xíp, mũ đại biểu quốc hội tỉnh sơn hà có khay bàn họp hôm qua sáng dự thảo luật điện lực cánh luật thuế hiệp thù doanh nghiệp sòm bành đồng chí trá của ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy ủy viên ủy ban khoa học công nghệ cánh môi trường không quốc hội phó chủ tịch hội đồng dân mương tỉnh uẩn bắc bằng họp trong họp mi phuẩn ba bưng sở bàn hành không tỉnh mi nuống ban Trôm họp hôm qua sẽ sòng dự thảo luật sòng bành, phân lại mũ đại biểu có pom xôm trời cắp luông cần hà chơi quốc hội tinh khẩn luông Sỏm Bành, tỏ lăng áo Mã Pè, nhường mử nhường sùng khòng việc mà Pè diệt dần tánh là bản mương cánh dần mương vài chấp năm luông bùn chính sách khòng đảng cánh hơn mương Ma Mã Pè tiền lực cánh doanh nghiệp tỏ lăng áo biến Máu, khòng việc quản lý vài nhàn bào luông pòm pưng thồng lông khòng không mương việt nam Bảng họp còn nhàn tẩy xếp hạ quan vay van đổi cấp sòng sự thảo luật Sỏm Bành quảng đổi cấp sự thảo luật tiền lực sòm pành mũ đại biểu có vài cần dệt áo chảnh tứm, trách nhiệm tắt bùn cuồng luật nuống pan họt phòng bảy chữ tiền an công trình tiền lực bưng tắt bùn không luật cuồng phía xào tin phùi bằng thủ cướn tin nuống pan họt tin chuồng hong tảng tánh công trình tiền tinh khẩn bưng chính sách tròi dừa mà pe tiền nàng phòng po me trườn hỏi côn cánh bưng nả phía ứng nuống pan họt luông mà pe khòng bưng hơn máy tiền nằm nàng cuồng phòng vừa sườn là lò nâng cuồng bưng tỉnh mi hài hơn máy tiền năm nhá noi tàng diệt phía hôm phân nhớ luồng sở luông thù ngân sách phòng địa phương trôm hạp hôm quam sở luật doanh nghiệp Sỏng bành mũ đại biểu có hia cần dệt óc chảnh tứm ma bưng hụt tắt bùn cuồng luật tăng sòng sàn sừng luông thủ chọp sồm nhận bao luông bùn mà pe sồm chân không tăng tánh doanh nghiệp cánh luông cọp hôm sở ngân sách địa phương bưng quam phai van có và hia cần tẩy chứng chảnh ma bưng luông bùn dự thảo luật nhăng hết tẩy tục bo chủ xương cánh hết thồng lông vừa xương nằn đề nghị cần tải xúp tạm làm le pành tướm ten vay diệt sam leo phát biểu khót nàng bằng họp đồng chí cha a à của con nhàn xanh sùng trách nhiệm cánh pưng luông co hôm khỏng hút đại biểu mũ đại biểu quốc hội tỉnh chi tỏ hôm ở pưng quan co hôm nàng bằng họp vậy tinh khẩn quốc hội làm le sòm pành tướm ten sòm pành pưng sử thảo luật chọp sổm cấp việc diệt tẻ nhàn bào chớp năm tẩy lăng đi mở xếp hạ các bữa xếp đồng chí nguyễn thành công phó chủ tịch ủy ban dân mương tỉnh cầu ẩn ba bằng họp cài phong máy hội đông nhản danh lừa chào dòm ngân cốc tặng tánh cốc ngân xính phòng cùng công nghiệp nặng quân tỉnh bằng họp đài khéo cài phong máy họp ủy ban dân mương vương huyền thành phố mi cùng công nghiệp nàng bàng họp chủ đại biểu có hôm qua sớ bưng chỉa lai dự thảo ma trên báo trăm năm luông pùn tăng tánh cánh tánh ó cùng công nghiệp tòi nghị định số xàm xếp sòng mưu xếp hạ cam bơn sàm pì sòng pan sao xí khòng chính phủ luông pùn nà vĩa bàn vĩa khòng hồi đông nhàn danh lựa chảo giòm ngân cốc tàng tánh cốc ngân sinh khòng cùng công nghiệp nàng cuồng tỉnh tiền tô cắp lai ngành kẻ khải bưng khủ dạ cha khát khỏng cuồng luông tàng tánh cánh tánh ó cùng công nghiệp nàng cuồng tỉnh Hội đồng nhận danh lựa chào gióm ngân cốc, tăng tánh cốc ngân sinh khòng cùng công nghiệp, nàng cuồng tình, đẩy tánh ó, tòi quyết định số, sòng pan sao hạ, mừ sao cầu cầm buồn chết vì sòng pan sao xí khòng ủy ban dân mương tình. Hội đồng nhận danh nà viện tăng tánh tánh ó phú trẻ lai chọp xùm tòi luông bùn quản lý, mà pè cùng công nghiệp, chấm điểm lừa chào gióm ngân cốc tăng tánh cùng công nghiệp nhận bào sư mình. Phát biểu quam khót nàng, bàng họp, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị cơ quan thường trực hội đông nhàn danh xếp tàm sỏn hôm ở pưng quam cop hôm khỏng pưng thành viên chào tánh ó luông pùn bàn vịa hợp pưng thành viên hội đông làm le nà vịa khỏng pưng sở ngành ủy ban dân mương pưng huyền thành phố Xếp tạm nhàn danh lựa chào gióm ngân cốc tăng tánh cốc ngân xính khỏng cùng công nghiệp nàng quảng tỉnh chấp năm Pưng Luông Pùn Tảng Tánh cùng công nghiệp Nàng Cuồng Pưng Huyền thành phố Sở Công Thương trao cho chuông hậu ủy ban dân mưng tỉnh kiểm tra làm le nhẫn xanh dệt lèo Pưng Phổng mi chào giòm ngân cốc Tảng Tánh cánh Tánh ó cùng công nghiệp Tấn chào mở ship hạ cập bờ ship Nàng Huyền Bắc Yên cỏ khéo chu sổ sầm việt dệt cánh Long Pùn vải nho sùng lang tì việt dệt không hội đông dân mưng cấp Huyền dàn bì sòng pan sao hết sòng pan sao hốc Chu Sổ Sàm đẩy hội đâm dần mương huyện Bắc Yên khóa Sipet, nhiệm kỳ dòng văn sao S, dòng văn sao hốc khai ó. Trong hạp Chu Sổ sẩm mi uồn ba bưng bàn hội đâm dần mương tình, thường trực hội đâm dần mương bưng huyện, thành phố Khổng Tình, Sơn là cánh huyện Tràm Tấu, tỉnh Yên Bái chu sổ sảm, còn nhàn đầy xếp dòng quam cop hôm sổ sảm ma vị dệt không hội đông dẫn mương cấp huyện cuồng chấp năm bưng nả việt chính trị không địa phương chứng tranh đầy luôn bồng chờ uẩn ba không cấp ủy luôn cạt kiên khổng thường trực hội đông dẫn mương ủy ban dẫn mương bàn thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam băng cấp cuồng việt khẳng khang nả việt, chương trình khéo kỳ họp hội đông dẫn mương việt bòn hà cử trì, không đại biểu quốc hội đại biểu hội đông dẫn mương tỉnh cánh đại biểu hội đồng dẫn mương huyện tọp hôm kẻ khầy quam vai văn không cử trì tiếp công dần kẻ khầy đơn sự kiện cáo hồng công dần tặng tánh cánh chấp năm không mương nghị quyết không hội đông dần mương nhận danh chảnh pưng việt dệt đi biến mở cuồng việt dệt hội đông dần mương cấp huyện Quần pa hội đông dần mương huyện bắc yên có hiếng phăng cánh nhận danh sùng quam cấp hôm sổ sảm nặng vàng họp tó bưng lang đì khỏng hội thảo hội đông dẫn mương huyện xếp tạm trao chuông hở cấp ủy ngắm bùn bánh khay lang đì bưng về dệt chọc sồm các về dệt năng địa phương tinh khẩn bưng lông bùn chọc sồm cuồng vi ổn pa nho sùng lang đì về dệt khỏng hội đông dẫn mương cấp huyện cuồng giam pèn hà thường trực hội đông dẫn mương bưng huyện thành phố xếp tạm trao chuông chấp năm đì bưng lông bùn chính sách bưng trường trình dự án mả pe dây dự dườn đánh tà đá bản mương nhận vào quốc phòng tên ăn nho sùng đôi kỳ rú khỏm dần mương mở ship hạ cả bữa ship huyện ủy quỳnh hai cỏ khay bằng họp chiến báo triển lai khẩm trung ương khẩm tỉnh cánh khổng huyền nàng bằng họp, mũ đại biểu có thể chiến báo ma bưng nả việc cốc kén bưng tàng triển lai khổng trung ương khổng tỉnh hôm mi quyết định không vô chính trị tánh ót tắt bùn kẻ khay kiên cáo đối cấp tổ chức đảng sửa trung ương cánh đảng viên lò cán bộ sửa trung ương quản lý tắt bùn không ban chấp hành trung ương ma làm le quyên cầm phong mảm húp nhàm phường cuồng nả vịa tánh tam không hương chỉ thị phòng thủ tướng chính phủ má việt kẻ khai cán bộ công chức viên chức cánh chiến sĩ chủ hộ vũ trang phít thứ tắt bùn má việc khám lái xe bè tăng ha và mi nằm lẩu cuồng mò luông bùn phòng bàn thường vụ huyện ủy quỳnh nhai má xã hồ lang phái hon phòng dân mương cón cuồng cánh làng chơ khai ót đại hội đảng chu cấp tòa hôm ở quan vai van khòng dần mương co hôm sở vương dự thảo phản kiên đại hội xếp sĩ Xí khòng đảng đại hội đảng bộ tỉnh từ thứ xếp hốc cánh đại hội đảng bộ huyện quỳnh nhai từ thứ sáu sòng giàn pì sòng văn sáu hà họ sòng văn bảy giàn xếp lẳng chơi trên báo vương nã vía phụ ẩn ba huyện ủy quỳnh nhai đề nghị vương cấp ủy vương cơ quan đơn vị vẹt ban vương triển hai khòng trung ương khòng tỉnh chọp sồm cấp vía dệt tè trên báo họ chủ đảng viên công chức viên chức côn diệt vía cánh dần mương nhận vào Luông bùn nghỉ quyết không tàng, chào khẩu tới kiến số. Vườn húng ban họt há phồn lôm nhớ số sàm cuồng hầng mư, có dễ diệt hài nắc nà, họt phía dễ dần hài na. Họt khay, chủ cấp trùng hành, bưng địa phương hàng cuồng tỉnh, có đàng soạn hôm uẩn ba trên báo bưng Luông bùn, tánh tam lào, không dườn, hở sần hương bừa nuống pan bừa há phồn nháo luông luồng số xàm tròm cái ma nàng lại địa phương cuồng tỉnh có siệt hài nắc nà mắt luông dệt dườn cánh đưa kiến rú khẩm dần mương xương cho hơn nỉ chuốc nuống pan họt tà đìn bú bồng nắc nà bừa nhường thuầm trong thời gian gian mua phồn nông tròm nèo hươn khỏi có chuốc nuống pan à, lại ma xuân hưa nòng pa Họt khay xung khỏi có cần hơn mương tròi dừa, dừa man luông, kỹ thuật, bú bồng, phương tà đìn, chuốc nuống pan nước vừa há phốn nông trồng ma, cò dệt xiệt hại nắc nà, nuống pan họ đơ kiến rú khảm dần mương, lườn xưa lò cuồng vịa, dệt dườn hải na, lại ta đìn phú bồng, cò khò ly, có khẩu, cò kiến má, cỏ đàng họ chu, pít thù, cò chuốc xiệt hại. Tao cái đợt lũ vừa rồi. lằng chu phốn nông nhưng thuộm tròm cái ma leo, chua hơn khỏi có bò lại ra cha hành lò, họt khay chua hơn khỏi cò chuốc xiệt hại xế mết, trường khóng bó mi sẵn sáu hồ ma pưng khủ dạ cha vào nửa nằn, làng chơ biển mài siệt hại, ngành dệt dườn hay na, cọ, cạt kiên cấp chính quyền nàng bưng địa phường, trên báo bòm bưng lợp tăn lang đì, bưng luông pùn vầy kẻ cam nà vịa, chào tẹt tiếng đưa kiến rú hà dần mương, tủm pua tánh tăm lầu luông dệt dần nhằm đồng hành cùng với bà con nông dân. bánh bên khu già cha cấp dần mương vừa há phồn nhớ luồng số sòng số sàm chập năm uốn pa khòng trung tâm khuyến nông hơn mương sở nông nghiệp cánh mả ve bản na trung tâm khuyến nông tỉnh có tánh ngóc bưng tổ công tác cán bộ kỹ thuật lông uẩn chỉ hở pomme me dần mương hôm phân gión xìa bưng khủ diệt hải văn tánh tâm lầu luông diệt dần Tòi biển mài mua phù nông trong cái ma có dệt diệt hai cài chết hỏi hecta tà đình na, hàng xíp hecta tà đình xuân phát hòm má núi, nòng pa cánh hàng hỏi hecta có pu bồng hàng pì, cánh có hừng pì, không dần mương. Chu cấp, chu ngành cánh bưng địa phường, đang chóng hanh, bòm dần mương, tánh tam lầu, không dườn, nhà biến có pu bồng tổ tảnh liềng, sọn hôm bưng khủ cần hà vầy khăn khang dệt dườn mua đồng pì sóng băng xa xí mở ship hạ cặp bữa ship hồ liên hiệp phú ninh huyền phú yên có trên rào cánh nhôm sòng sàm xếp hết ngon trường hôm số ngân ship sàm chiều xí hỏi bắt mặn họt sàm xếp hết ưỡi nòng phú ninh nướng pan bồ há phồn lông nhớ số sàm nằng cuồng phồng cuồng nằn mi hạ ngon trường khòng hồ liên hiệp phú ninh tỉnh mỏi ngon trường mi ca hạ hỏi bắt mặn hạ ngon trường khòng hồ liên hiệp phú ninh huyền, mỏi ngon trường mi ca hạ hỏi bắt mặn sau hết ngon trường khòng ủy bàn mặt trận tổ quốc việt nam huyện mỏi ngon trường mica xí hỏi băn mặn y lò vê dê chọc sồm còn phải số ưởi nòng phủ Ninh, hơn rào Bò lại Già cha khòng hồi liên hiệp phủ nhinh huyện bộ bốn giường mở phủ Ninh việt nam cuồng bằng sim mã khai nị bánh khải lung anh khổng phủ nhinh ưỡi nòng phủ nhinh huyền phủ yên có chứng trành đẩy lung anh nặng bản khuống họt khải số ưỡi nòng chôm hạp đại biểu hội đông dân mương cấp huyện to sàm xíp chết phân hỏi cấp xã xá to sắp ép phân hỏi phủ nhinh chôm hạp bàn chấp hành đảng bộ huyện to sắp ép phân hỏi cấp xã to cài sao phân hỏi Mi sao cảo ý dệt phuồn pa trưởng phó phòng vâng cơ quan bàn ngành đoàn thể Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai cát kiên cấp hồi chữ thập đỏ tỉnh Sơn Hà, cánh huyền Vân Hồ, khay chương trình nhôm sòng trường hở bưng chuôn chốt diệt hài bộ há vốn lốm nhớ số sàm nằng sòng xá mương men cánh chiêng hòa vầy bánh bàn xà cha tròi Sơn mương nằng phòng sùng kẻ cam diệt hài bộ phồn nóc diệt ó từng gian tè tiếng tới kín rú Hồi chữ thập đỏ bòm cáp bưng côn của trời quảng khòng tỉnh đồng nai có mắt sàm cánh hôm sòng hà hỏi xíp xí ngon trường mica ca sàm hỏi bày hốc triệu mằn hở sòng xá, mương men cánh xá chiến khoa khòng hiền phần hồ hôm mi xíp xí chiều mằn hơn tròi rửa xíp xí chu hân chuốc càn trột hơn xào đẩy nhảy bày xù bón ứng hà hỏi ngon trương mỏi ngon mica ca hà hỏi hốc xíp bắt mằn hôm mi khẩu sàn mì tôm cánh bưng tàng trường ứng bưng ngon trương đẩy hồi chữ thập đỏ vòm cắp bưng côn của chợ quảng khòng tỉnh đồng nai nhôm sòng hở sòng xá mương men cánh xá chiêng hòa huyện vân hồ lò luông đồng viên, bánh phản cắp bưng khủ xà cha tỏ lang mon bưng chu hân chảo kẻ cam siết hai tẹt tiền tết kiến rú hôm phân bánh biểu bưng phía dệt đi cuồng bản mương mở ship hà cơ bướn ship văn phòng tỉnh ủy sơn hà cạt kiên cắp bưng đơn vị chai dừa có nhôm sòng bẻ trưa, hở bưng chuyên cạt nẳng xá mương sài huyện quỳnh hai y lỏ vi dệt cuồng chương trình, choi dừa ta vi dệt, hở bưng xá đẩy rào cho dừa. Té buồn bét bị sóng păn xa xí, văn phòng tỉnh ủy, có chấp năm choi dừa bón dưới xanh liền bè, hở bưng chôn cặt nặng xá mương xài, mà bè dưới dưỡng cho hơn quần chu có khỏe, hốc chua hơn có đầy nhằn, xếp dòng tô bè chưa, quần chu nhì, sao xí chu hơn cặt khỏng xá có đầy choi dừa, mỏi chu hơn nhằn đầy, đồi bè chưa nưng, hôm mi, xí xếp bét tô bè, mi ca sòng hoi chưa mằn. Ngân phí đầy công ty trách nhiệm hiếu hạn, tặng tánh cà khai kinh đô, công ty hôm ngân cốc quỳnh học, cánh công ty trách nhiệm hiếu hạn, thành viên nưng, ca hạ xếp choi dừa. Văn phòng tỉnh ủy đầy rào choi dừa sáng mương sai quần sàn cải ma, văn phòng tỉnh ủy, có cạt kiên cấp cấp ủy, chính quyền địa phương, bày lầm le tầm bón, sáo hù lăng áo khòng dàn mương, vầy chấp năm bưng trường trình, tròi dừa chấp sùng, Lại bón dệt xanh dệt dần lang đì, đầy chấp năm xương, bú mâm phong hạt, bú có nó bắt độ, cánh liêng bẻ, hôm phân tròi dừa xàm xíp hạ, cuồng số xí xíp chế chuôn cạt khòng xá. Việt dệt nhì, có hôm phân gión bưng chuôn cạt, nho sùng hiệp thù hở dàn mương nửa nịp pome nòng trồng bấm văng leo chương trình góp kháo khỏng đài phát thanh truyền hình sơn hà sau đây dọn ơn pome nòng pom bồng trang tòn bấm văng trôm tạc khắc xương. <laughs>